Và sau cùng kính mời quý khán thính giả theo dõi tiết mục Thế cuộc xoay vần với Vạn Lý và Đại Dương. Xin cảm ơn quý vị đã đón xem tiết mục Thế cuộc xoay vần với bình luận gia Đại Dương qua chủ đề cuộc đua kỹ thuật quân sự trên thế giới. Xin kính chào bình luận gia Đại Dương. Chào cô Vạn Lý, kính chào quý vị. Vâng, thưa ông, thì Hải quân Mỹ có kế hoạch mua là 117 phi cơ hải tuần tầm xa. Vâng, thưa quý vị, là phi cơ hải tuần tầm xa P-8A Poseidon của hãng Boeing chế tạo để thay thế cho P-3 của Orion đã sử dụng hơn nửa thế kỷ. Vâng, thưa quý vị. Vâng, thưa ông, thì cái chiếc mà P-8A Poseidon này đã có những cái kỹ năng đặc biệt như thế nào, thưa ông? Trước nhất chúng ta thấy rằng hiện nay thì Boeing đã đóng cho Hải quân Mỹ là 37 chiếc P-8A, và như vậy thì cái số lượng trong ba cái lần hợp đồng đó, năm 2010, 2011, 2013, và bởi vì Hải quân chỉ ra lệnh cho phép Boeing đóng giới hạn mà thôi, cho nên mỗi lần cung cấp một số ít chứ không phải đóng, muốn đóng bao nhiêu là đóng. Vì thế cho nên trong tháng 10 là đã phải giao cho Hải quân 12 chiếc P-8A thì để mà sử dụng. Và như vậy thì hiện nay Hoa Kỳ đang cho thử bay, không phải là bay thử nữa, mà bay để xem cái khả năng hoạt động của chiếc đó nó như thế nào, để mà bắt đầu, nghĩa là bay để mà chuẩn bị cho bàn giao, chuẩn bị cho đưa cho Hải quân thành lập thành những cái phi đội hải tuần, để mà bắt đầu vào tháng 12 này. Thì đó là cái lý do. Mà ngoài ra thì còn Boeing cũng trúng thầu để đóng cho 8 chiếc cho Ấn Độ nữa. Nhưng mà cái đó thì chắc có lẽ là Mỹ sẽ còn có nhiều hợp đồng khác nữa, nhưng mà chưa có đến phần bàn đến phần đó. Bây giờ cái khả năng của P-8A so với P-3C thì đối với nó sẽ có khác biệt là cái P-8E này nó có cái tầm toàn cầu hơn, nghĩa là nó bay xa hơn và nó có rộng lớn hơn, nó bay cao ở tầng cao trên 30.000 feet mà hoạt động. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng nó có một cái chức chứa, thí dụ như cái phao, gọi là cái phao phao âm để thả xuống để theo dõi các cái tìm thủy đỉnh đó, thì lại cái số chứa nó gấp đôi, nghĩa là như vậy, tức là nặng hơn. Và riêng về phần có một điểm đặc biệt là nó có thể ở từ tầng cao 30.000 feet mà tấn công, chứ không cần phải lao xuống và lao lên. Trước kia thì phải xuống dưới thấp, xong rồi tấn công, tìm thủy đỉnh, xong rồi mới lên cao trở lại. Nhưng bây giờ nó ở trên tầng cao, có thể làm được việc đó. Như vậy thì là rất là tốt. Và hơn nữa thì chúng ta thấy rằng trước kia chỉ chống tìm thủy đỉnh, nhưng bây giờ chống cả tàu chiến nữa. Thì chúng ta thường dùng chữ tàu chiến hay chiến hạm để chỉ cho chiến hạm nổi trên mặt nước, và tìm thủy đỉnh là những cái chiến hạm hoạt động ở dưới mặt nước. Vì như vậy tức là họ có thể trang bị cái lối thủy lôi bay. Ngày trước chúng ta nghe thủy lôi, tức là từ một chiến hạm là phóng đi để đánh vào một cái chiến hạm khác, tấn công chiến hạm khác. Thì ngày nay từ trên trời thả xuống, nó bay xuống và nó tấn công. Như vậy đó là khác biệt tại sao có thủy lôi bay. Và như vậy cái vùng rộng lớn của nó đã quan sát một vùng rộng lớn, kể cả ngoài đại dương cũng như trong cận duyên, chẳng hạn sát bờ cũng có thể quan sát được và giám sát được toàn bộ. Và người ta cho rằng có chỉ cần 6 chiếc Poseidon là có thể thay thế cho 9 chiếc Orion. Và dĩ nhiên là cái hạ tầng cơ sở như sân bay rồi như chỗ cất cánh chẳng hạn, nó lại ít hơn là đối với cái P-3C chẳng hạn, thưa cô. Vâng, thưa ông, thì như thế cái việc mà thay thế lực lượng hải tuần P-3C bằng P-8A thì có ảnh hưởng như thế nào đối với cái cán cân quân sự trên thế giới, thưa ông? Đầu tiên thì chúng ta nên lưu ý rằng đối với đại dương thì chúng ta thấy rằng
biển nó chiếm tới 3/4 diện tích trên đất bằng. Cho nên cái việc, cái tầm quan trọng nó rất là lớn, và chúng ta theo dõi tất cả cuộc chiến tranh cấp vùng cũng như toàn cầu thì đa số là có cái ảnh hưởng của đại dương rất là lớn, ảnh hưởng của biển rất là lớn. Bởi vì sao? Bởi vì ở biển là một cái nơi để lưu chuyển hàng hóa, lưu chuyển quân đội thì bị cắt đứt, đó là người ta cắt đứt viện trợ. Thí dụ cuộc chiến ở Đức, nếu không cắt đứt được cái nguồn tiếp tế từ châu Phi, từ các nơi về cho Đức thì coi như quân đội Đức khó lòng mà đánh bại họ. Thì bây giờ cắt đứt đi thì họ không thể nào họ tiếp tế, không thể nào chế thêm tàu, không thể nào chế thêm máy bay, không thể nào cung cấp quân trang quân dụng cho quân đội. Tự nhiên là các cái cuộc chiến trên biển đó nó có cái tầm quan trọng hết sức lớn. Rồi di chuyển quân đội, rồi đổ bộ đâu, đổ bộ không từ trên đất liền thì khó khăn, mà từ ở bờ biển đi vào nó là một vấn đề. Và như thế thì chúng ta thấy rằng cái cuộc chiến trên biển thì cao thấp bây giờ, phân cao thấp bây giờ là do cái yếu tố của kỹ thuật quân sự rất là lớn. Kỹ thuật quân sự anh nào hơn thì nước đó có ở cái vị trí khác hơn. Bây giờ một cái điểm đặc biệt nữa thì vấn đề giám sát hoạt động đối phương. Trước đây thì chỉ có giữa cái B3C thôi, nhưng bây giờ là nó phối hợp giữa với phi cơ không người lái nữa. Tức là ông B8E này, ông tìm thấy một cái mục tiêu thì ông thả cái phao xuống và ông ra lệnh cho cái anh gọi là Triton, tức là máy phi cơ không người lái này, theo dõi đó để tôi đi làm việc khác. Như vậy nó rất là rộng, cái tầm hoạt động của nó rất là rộng lớn, thưa con. Vâng, xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, vừa rồi là tiết mục Thế cuộc xoay vần với bình luận gia Đại Dương qua chủ đề cuộc đua kỹ thuật quân sự trên thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi trân trọng kính chào. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tin đốn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.